Bar Feeling, địa điểm ăn chơi nổi tiếng nhất của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bản hiệu rất đẹp mắt, hệ thống đèn chiếu sáng hoành tráng. Bên trong, đèn trang trí được bố trí khắp các vách tường và trần nhà. Theo chủ cơ sở, Bar Feeling rất quan tâm đến an toàn phòng cháy chữa cháy. Cơ sở cũng đặt cái phòng cháy chữa cháy lên là phương án hàng đầu để mà mình tiến hành làm để cho cơ sở được sự an toàn. Thì cơ sở cũng đã hướng dẫn cho nhân viên những cái lối thoát hiểm, những cái công tác chuẩn bị và những cái người được phân công bố trí những cái vị trí để cho nó được theo cái sự mong muốn của bên phòng cảnh sát chữa cháy quận 11. Thế nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Nhân viên của quán đều có thẻ chứng nhận học tập phòng cháy chữa cháy, nhưng khi được hỏi về kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy, lối thoát nạn, hệ thống báo cháy của quán thì không hề biết gì. Toàn bộ đội viên sẽ tại chỗ của anh đã được quyết định cấp giấy. Mà hỏi học ở đâu thì không biết. Thứ hai nữa là cái nội dung phương án chữa cháy của anh đến thời điểm này tất cả đội viên sẽ tại chỗ hiện tại ở điểm kiểm tra không biết gì nội dung phương án này hết. Mà đây là điều tối quan trọng nhất của anh. Xảy ra sự cố thoát nạn, chữa cháy, cứu người, cứu tài sản hay di tản là quan trọng nhất của tất cả các anh điểm này. Đặc biệt hơn, hệ thống báo cháy của cơ sở này không hoạt động, đèn chiếu sáng, bảng chỉ dẫn thoát nạn đều không có. Hệ thống chữa cháy vách tường cũng không hoạt động. Việc chấp hành cái quy định phòng cháy tại cơ sở này là không được nghiêm. Qua kiểm tra là phát hiện rất nhiều các cái hành vi vi phạm phòng cháy. Thứ nhất là cơ sở này không có cái hồ sơ đầy đủ pháp lý hoạt động của cơ sở. Hồ sơ thẩm duyệt nghiệm thu phòng cháy cháy là không có. Hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống chữa cháy thì là không hoạt động. Còn hệ thống báo cháy thì đã bị cơ sở tháo đi và không sử dụng được. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt cơ sở này gần 30 triệu đồng vì vi phạm các lỗi nghiêm trọng đến việc đảm bảo an toàn cháy nổ, yêu cầu cơ sở nhanh chóng khắc phục, nếu không sẽ đình chỉ hoạt động. Theo chủ cơ sở, vừa mua lại quán bar này cách đây 6 tháng, thế nhưng thời điểm kiểm tra, Bar Feeling lại không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào. Câu hỏi đặt ra, một cơ sở tập trung đông người, có thời điểm lên đến con số hơn 200, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, lại hoạt động suốt nhiều năm qua. Vậy khi xảy ra sự cố, trách nhiệm thuộc về ai?